Hello mọi người, lại là mình đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay cho mọi người những cái mẫu squishy vừa mới về bên shop. Mình sẽ có những mẫu nào nha mọi người. Thì mình đã cho vô bao bì và lên kệ hết rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem bên shop mình có những cái mẫu nào nha mọi người. Đầu tiên là mini. Thì mini đợt này mình về rất là nhiều luôn, khoảng cỡ 300-400 cái, nhưng mà xị gần hết rồi đó mọi người. Nên là chỉ còn có nhiêu đây thôi. Nên là có gì mọi người muốn mua lẻ hoặc là muốn mua xị thì có thể nhanh tay giúp mình nha. Đấy, còn cũng khá là nhiều mọi người. Đấy, đa phần là mini lẻ. Còn bạn nào muốn xỉ thì có thể lên Shopee hoặc là TikTok mua giúp mình nha. Và mình cũng có xỉ qua dép là bò phở bò nữa nha mọi người. Đấy, mình sẽ mọi người xem sơ sơ mẫu thôi nha. Đấy. Rồi, tiếp theo bên đây thì mình có những em bánh cá nha mọi người. Bánh cá chất bơ nha. Mẫu này là rất là xinh luôn và nó có kèm cho mọi người một cái bao bì như này luôn á mọi người. Bao bì này là mình tự mua và mình tự bỏ vô ấy. Đây là bánh cá nha, nhưng mà có giá là 30 nha mọi người, chất bơ nha, cực kỳ slow luôn. Kèm bao bì cho mọi người luôn, mọi người mình còn có 5 cái thôi à. Tiếp theo thì mình có những cái lát phô mai như thế này ha. Lát phô mai này là 7 xăng nha mọi người, cũng là chất bơ luôn, đa phần là bây giờ mình nhập toàn là chất bơ thôi á mọi người. Siêu slow luôn nha, mini ơi, rất là mềm nha. Mẫu này có giá là 22.000 nha mọi người, chất bơ nha mọi người, mua về chơi thử đi, rất là đã luôn. Tiếp theo trên đây thì mình còn những cái mẫu mà mình từ đợt trước á, là còn nấm, chanh với lại gà mini nha mọi người. Có giá là 20.000 một đĩa nha. Chắc cũng rất là mềm và slow nè. Mình còn một đĩa màu đỏ. Những em gà này có giá là 15.000 đi mọi người, xem cho mọi người giá 15 nha. Có hai màu á, chất bơ luôn nha mọi người, chất bơ mini á. Rồi qua bên đây thì mình có một cái bánh đùi gà của Eric. Cái bánh này nếu bạn nào chơi Squishy từ lâu thì sẽ biết cái mẫu bánh đùi gà này nha mọi người, của Eric á. Kèm cho mình một cái bao bì luôn. Mẫu này là mình pass lại mọi người. Mẫu này mình sẽ cho mọi người giá 80 nha. Vẫn còn rất là mới đúng mọi người. New 80%. Nó chỉ bị một cái chỗ ở đây thôi, với lại là bị lem một cái vết dơ ở đây. New còn rất là mới luôn á, 80% nha mọi người. Giá là 80 nha. Rồi tiếp theo thì mình có những cái bánh nướng như thế này. Bánh nướng này là chất bơ nha mọi người, cực kỳ mềm và slow luôn nha. Mẫu này có giá là 45 thôi, rất là rẻ. Tiếp theo thì mình còn chuối nha mọi người. Chuối này mình có 3 trái nha. Chuối lột vỏ có giá là 70, chính hãng của Hachimi nha mọi người. Chất bơ nha, kèm cho mọi người cái tag và bao bì rất là xinh nha mọi người. Em này có giá là 70 nha. Rồi mình qua mẫu bên đây thì mình có chuối nè. Bánh khối nha mọi người, bánh khối này là 50. Này mình nhập 20 cái bây giờ hết hàng rồi mọi người. Đùi gà này mình sẽ cho mọi người giá 42.000 một bìa nha. Mình còn 7 bìa mọi người. Bạn nào lấy hết đùi gà thì mình để giá 30 nha, rất là rẻ luôn. Tiếp theo mình có những cái cốc đá bè như thế này. Món này có giá là 35 nha mọi người. Mình còn cỡ 10 cái, bạn nào thích thì có thể ủng hộ mình nha. 10 cốc nha mọi người. Rồi, tiếp theo bên đây thì mình có chuối này. Chuối này là chuối chất bơ nha mọi người, rất là xịn luôn, kèm cho mọi người một cái bao bì banana rất là xinh như này luôn nha, rất là mềm nha mọi người. Chất bơ nha, cực kỳ slow luôn á mọi người ơi, slow lắm tại vì nó nằm ở trong cái bọc á mọi người, khó thấy á mọi người. Chuối này có giá là 40 nha, kèm bao bì cho mọi người luôn, cực kỳ xịn luôn, chất bơ nha. Tiếp theo bên đây thì mình có những cái cốc kỳ lân như thế này. Cốc này nó rất là to nha mọi người, cốc này nó siêu to, siêu bự luôn nha. Mẫu này mình xem cho mọi người giá là 42 luôn, rất là to. Và xị là 35 nha mọi người, xị 35. Nào xị thì nhanh tay inbox mình nha, mình không có còn nhiều á. Tiếp theo dưới đây thì mình còn những cái chất bơ này, muối sầu. Muối sầu thì có giá là 32 nha mọi người. Sầu riêng thì là 37. Mình còn ít lắm, không có còn nhiều á mọi người, nên bạn nào thích tranh thủ giúp mình nha. Rồi mẫu này có giá là 25 nè, thỏ Indo nha, kèm bao bì cho mọi người luôn. Mẫu này là 40 nha mọi người, mèo ôm cá 40. Dưới đây thì mình còn những cái khối bò nữa, xíu mình sẽ review cho mọi người nha. Trên đây là bánh sườn cua, mẫu này có giá là 90 nha mọi người. Chút bơ nha, em này là hàng loại 1, nó siêu bự luôn mọi người ơi. 90 nhá. Trên đây mình còn một cái bánh khối nha, 50 ạ. Rồi cái bên đây thì bắp cải. Bắp cải này là 65 nha mọi người, chút bơ nha. Mình còn 3 cái. Đây là bơ tỏi Galaxy nha mọi người, chút bơ luôn, rất là mềm và slow nha. Mình còn màu Galaxy,
màu tím và màu nâu nha mọi người. Mẫu mẫu thì chỉ có một cái thôi à, nên bạn nào thích thì tranh thủ nha. Rồi qua bên đây, siêu phẩm bên shop mình nha mọi người. Mình mới về luôn, đó chính là những cái bánh này. Mình sẽ bóc ra một cái cho mọi người xem thử cái chất của nó nha. Đây, nó kèm cho mọi người một cái hộp như thế này luôn nha mọi người. Rất là xịn luôn. Chất rất bơ, chất rất là mềm và slow nha mọi người. Rất là đã luôn mọi người. Siêu siêu thơm mùi bánh luôn ấy. Mẫu này là khách mình mua rất là nhiều nha. Mình còn có, mình nhập về được có 30 cái á mọi người. Đây là bạn nào thích tranh thủ với mình nha. Mẫu này có giá là 35 thôi. Rất là rẻ nha mọi người. Nhìn rất là đẹp luôn á, 35 nha. Rồi trên đây thì mình còn những cái combo lỗi đồ á. Đây là bánh bao dâu có giá 50, chất bơ. Hầu như bây giờ đều là chất bơ không mà mọi người. Còn đây là bánh bao dâu có thác nè. Cực kỳ xinh luôn. Rồi dưới đây thì mình có những cái mẫu hachimi rất là chạy bên mình luôn. Là hachimi lát bánh mì ha. Cái này mình có màu vàng với lại màu hồng nha mọi người. Kèm tag với lại bao bì rất là xinh luôn nha mọi người. Packaging rất là đẹp luôn. Lát bánh mì đây. Đó, lát bánh mì ha. Còn hai lát á. Kem hachimi nè mọi người, mẫu này giá 50 nha. Còn cái lát này là 65 á. Đây, mẫu này thì mình chỉ về được màu hồng thôi. Tại vì mình có đặt đủ màu. Nhưng mà xưởng cho mình có mẫu màu hồng mà mọi người. Mình về được có 10 cây thôi nhé. Rồi tiếp theo mình còn khối bò nè mọi người. Khối bò thì mình có 3 màu. Là màu hồng, màu vàng với lại màu nâu nhé. Mà màu vàng thì mình chỉ còn một bé thôi nha mọi người. Nên bạn nào thích thì tranh thủ với mình với nhé. Khối bò sô-cô-la đây. Chất bơ nha. Siêu mềm và siêu slow nha mọi người. Giá là 48 nha. Em này là quá là hot hit rồi. Nhưng không cần giới thiệu nhiều ha. Rồi qua bên này nha mấy bà. Mấy bà ở dưới đây là những cái mẫu squishy có hột xịt lắm mấy bà ơi. Đây là cái bánh cheesecake. Mẫu này bên tôi là rất là cháy hàng luôn. Về đợt nào là hết đợt đó luôn. Bên trong thì sẽ có một cái kẹp với xịt nha mọi người. Đây là em bánh phô mai nha. Để về đợt này là nó không có bị cấn luôn mọi người. Cực kỳ xịn luôn. Chất bơ nha mọi người. Siêu to luôn á mọi người. Mẫu này có giá là 101 nha. Đẹp lắm mọi người. Mình còn hai cái. Tiếp theo là em phao ếch nè. Phao ếch này đây rất là xinh luôn. Mẫu này là chính hãng có hộp cho mọi người luôn nha. Mẫu này là trong bộ sưu tập mình ra mình best lại cho mọi người á. Mẫu này là new 80% luôn á mọi người. New 80% nha. Mẫu này mình sẽ cho mọi người giá 70 nha. Rất là đẹp luôn á. Đây nó chỉ bị một xíu đây thôi. New 80% là giá là 70 nha mấy bạn. Kèm hộp cho mọi người luôn á. Rất là xịn sò nha. Rồi trong đây thì mình còn cái em heo, à, cái em gấu này rất là đẹp luôn á mọi người. Gấu này là chính hãng của cái hãng này là John Hand Squishy Toy. Cái hãng này là mới ra bên Trung ấy. Đây, có lai sành luôn nha. Em này là chất bơ nha mọi người, màu hồng tím á. Cái màu hồng này rất là đẹp luôn á mấy ní ơi. Cái màu hồng này đẹp, cực kỳ đẹp luôn á. Chất bơ nha, siêu mềm và siêu slow luôn mọi người. Rất là mềm, mỗi này có giá là 120 nha. Mình xem 120 á. Rồi bánh Oreo mình còn một cái nè, giá 95. Rồi bây giờ mình sẽ xem mẫu tiếp theo nha mọi người. Trên đây thì mình có những cái bánh trung thu như thế này. Đẹp không mọi người, rất là đẹp luôn nha. Rất là xinh, mình có hai màu nha mọi người. Màu trắng và màu kem nha. Bắt cho mọi người xem. Tại hôm nay là mình một tay quay một tay cầm á mọi người. Đây, nhìn nó rất là giống thật luôn nha mọi người ơi. Rất là đẹp luôn. Mẫu này có giá là 95 nha. Trời ơi, rất là đẹp, bóc rất là thích luôn mọi người. Rất là giống cái bánh trung thu thật đó nha mọi người nhờ. Mẫu này có giá là 85 nha mọi người ơi. 85 nha. Rồi mẫu này là mình có mẫu heo đây. Mẫu heo này là mình bán chạy lắm rồi. Mình chắc là không cần mở ra đâu ha mọi người ha. Em này là rất là mềm và cực kỳ slow nha mọi người. Em này là slow nhất trong tất cả những em chất bơ mà mình thấy luôn á. Rồi mẫu đó có giá là 65 á. 60. Tiếp theo thì mình còn hai cái hộp kem hachimi thế này. Mẫu này là mới bên mình luôn. Bên này là mình thấy ở bên Thái á mọi người. Mình thấy ở bên Shopee Thái là nó có bán cái mẫu này. Giá nó cũng dao động từ 100 dưới 100 á. Mà bên mình bán giá là 80.000 một bé nha mọi người. Chốt bơ nha. Em này giá đầu về cũng khá là cao á. Nên là mình cũng không có dám bán quá cao đâu mọi người ơi. Tại vì cái này là rất là nhiều phí. Với lại là cái này mình nhập về giá cũng hơi cao. Mọi người thông cảm nhé. Bạn nào có nhu cầu để muốn mua em này thì có thể mua nha. Em này siêu đẹp đúng không mọi người. Mẫu này rất là đẹp luôn. Có giá là 80. Mình có hai màu nha mọi người. Rồi
Trên đây thì mình còn những cái bánh này. Cái bánh này là mình bị gian nhầm hàng loại 2 á mọi người. Mình sale giá 30 nha. Chắc nó rất là cứng luôn. Em mình là hàng loại 2 nha. Nó không giống như hàng loại 1. Sale nha mọi người. Mình bị shop gian nhầm hàng loại 2 giá 30 nha. Sale lỗ luôn á. Bánh này 50. Cái ti này mình sale còn 15.000 nha. Lát dưa hấu này là 35 đi. Lát dưa hấu này 35. Cục sô-cô-la này là 45 nè. Rồi em này là 40. Chất rất là mềm và xô nha. Em bánh mì này là 40 nha mấy bà. Bánh mì này là 40 nha. Chất rất là mềm luôn. Bánh cuộn này là 65. Chất bơ á mấy bà, slow lắm. Mình còn một cây kem bông nha mọi người, giá 60. Và ok thì mình đã quay hết tất cả hàng mình còn bên shop mình rồi nha mọi người. Mọi người thích video hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ nha. Bạn nào muốn mua hàng thì có thể bấm vô cái đường link mà mình để ở trong cái video đầu intro. Mọi người có thông tin mua hàng thì mọi người nhớ xem nha. Bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nha.